Chào đón tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với kênh Thời sự Nhanh. Như vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Hãy cùng ban biên tập kênh Thời sự Nhanh dành ra khoảng thời gian đầu ngày để có thể kịp thời cùng cập nhật những thông tin nổi bật cùng với Thời sự Nhanh quý vị nhé. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý được truyền tải. Mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin COVID-19 sáng ngày 29 tháng 12. Việt Nam ghi nhận 14.412 ca mắc mới, có 9.305 ca trong cộng đồng. F0 chồng F0, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 40 học sinh mắc COVID-19 sau 2 tuần học trực tiếp. Chẩn đoán Hải Phòng vượt 7.000 ca mắc COVID-19, quản lý chặt người nhập cảnh. Báo động Đà Nẵng phong tỏa cứng 435 điểm, ghi nhận 116 ca nhiễm COVID-19. Nguy to rồi, Cà Mau phát hiện người đàn ông chết bất thường có kết quả mắc COVID-19. Và sau đây là phần nội dung chi tiết, xin mời quý vị khán giả cùng đón xem. Bản tin COVID-19 sáng ngày 29 tháng 12, Việt Nam ghi nhận 14.412 ca mắc mới, có 9.305 ca trong cộng đồng. Thưa quý vị, tính từ 16 giờ ngày 27 tháng 12 đến 16 giờ ngày 28 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.440 ca nhiễm mới, trong đó có 19 ca nhập cảnh và 14.421 ca ghi nhận trong nước, giảm 446 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh, thành phố, có 9.305 ca trong cộng đồng. Trong ngày, Bộ Y tế cũng đã công bố ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên là hành khách trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam. Hiện tại, nam bệnh nhân đang được theo dõi chặt tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong tình trạng sức khỏe ổn định, không biểu hiện triệu chứng mắc COVID-19. Với 1.920 ca mắc mới, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số F0 ghi nhận trong ngày. Tiếp đến là Tây Ninh 923, Vĩnh Long 911, Khánh Hòa 790, Cần Thơ 763, Thành phố Hồ Chí Minh 671, Đồng Tháp 610, Hải Phòng 597, Trà Vinh 585, Bạc Liêu 485, Bình Định 436, Bắc Ninh 434, Lâm Đồng 365, Thừa Thiên Huế 362, Thanh Hóa 346, Bình Thuận 286, Hải Dương 260, Kiên Giang 250, Sóc Trăng 229, Hưng Yên 195, An Giang 191, Tiền Giang 188, Cà Mau 184, Quảng Ninh 182, Hà Giang 140, Quảng Ngãi 140, Đà Nẵng 135, Gia Lai 128, Đồng Nai 124, Bình Dương 109, Vĩnh Phúc 97, Hà Nam 96, Hậu Giang 95, Nam Định 85, Quảng Nam 82, Nghệ An 79, Bến Tre 72, Đắk Lắk 60, Lạng Sơn 59, Thái Bình 59, Phú Thọ 57, Long An 57, Kon Tum 52, Sơn La 51, Quảng Trị 50, Hòa Bình 50, Thái Nguyên 48, Đắk Nông 47, Ninh Thuận 47, Cao Bằng 44, Bắc Giang 43, Tuyên Quang 25, Bình Phước 24, Quảng Bình 23, Lào Cai 18, Yên Bái 18, Phú Yên 15, Lai Châu 12, Hà Tĩnh 8, Bắc Cạn 5 và Điện Biên 4. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.580 ca một ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.680.985 ca nhiễm, đứng thứ 31 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 17.042 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.675.321 ca, trong đó có 1.261.465 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này gồm có Thành phố Hồ Chí Minh 501.288, Bình Dương 290.349, Đồng Nai 97.167, Tây Ninh 72.460 và Đồng Tháp 42.426. Về tình hình điều trị, trong ngày có 4.668 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi lên 1.264.282 trường hợp. Về số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.103 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 5.013 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.065 ca, thở máy không xâm lấn 204 ca, thở máy xâm lấn 802 ca, ECMO 19 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17h30 ngày 27 tháng 12 đến 17h30 ngày 28 tháng 12, ghi nhận 214 ca tử vong. Trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh 35 ca,
An Giang 15 ca, Tây Ninh 15 ca, Vĩnh Long 15 ca, Đồng Tháp 14 ca, Tiền Giang 14 ca, Đồng Nai 13 ca, Kiên Giang 12 ca, Cần Thơ 12 ca, Sóc Trăng 12 ca, Hà Nội 11 ca, Bình Dương 8 ca, Long An 7 ca, Bến Tre 7 ca, Bình Phước 4 ca, Bình Thuận 4 ca, Hậu Giang 4 ca, Cà Mau 4 ca, Trà Vinh 4 ca, Hải Phòng 1 ca, Lạng Sơn 1 ca, Khánh Hòa 1 ca và Bạc Liêu 1 ca. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 227 ca một ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 31.632 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam xếp thứ 27 trên 234 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 131 trên 224 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7 trên 49, xếp thứ 4 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 6 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 27 tháng 12, có 891.311 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 147.271.054 liều. Trong đó, tiêm mũi 1 là 77.262.656 liều. Tiêm mũi 2 là 66.866.022 liều. Tiêm mũi 3, tiêm mũi bổ sung, tiêm nhắc lại và mũi 3 của vaccine Adala là 3.142.376 liều. Bộ Y tế cho biết, hiện tại cơ quan này tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra, thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới để cập nhật thông tin kịp thời chính xác về biến chủng này, chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt công tác kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Bộ đề nghị các địa phương, các đơn vị tăng cường hệ thống giám sát ca bệnh có diễn biến, đặc điểm bất thường, số mắc diễn biến nặng hoặc nhập viện, tử vong tăng bất thường theo thời gian, khu vực địa lý, đối tượng cụ thể. Trên cơ sở đó, chủ động phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur lấy mẫu giám sát, nghiên cứu, phát hiện biến thể biến chủng mới, phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh. F0 trong F0, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 40 học sinh mắc COVID-19 sau 2 tuần học trực tiếp. Thưa quý vị, thông tin được ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 27 tháng 12. Các trường hợp đều được xử lý theo quy trình và thông báo cho phụ huynh. Việc học tập trực tiếp tại các trường đang diễn ra đúng theo kế hoạch mà Sở Giáo dục và Đào tạo đề ra. Việc học của lớp 9 và 12 đang tiếp tục. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo với Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Thường trực đang xem xét sẽ công bố kế hoạch học tập tiếp theo gồm các khối lớp nào, thời điểm nào, hình thức nào trong thời gian sớm nhất. Thành phố cũng sẽ thông tin về việc học của cấp mầm non, ông Hải nói. Về kế hoạch kiểm tra học kỳ 1, ông Lê Duy Tân, trưởng phòng giáo dục trung học, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, Sở đã có hướng dẫn ngày 6 tháng 12 về tổ chức kiểm tra đánh giá cuối học kỳ cho các khối học sinh. Cụ thể, theo quy định thông tư 09 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc kiểm tra học kỳ phải đảm bảo quy tắc chính xác, công bằng, khách quan, trung thực. Việc kiểm tra diễn ra trực tiếp theo quy định. Khi Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép những khối khác học trực tiếp, cơ sở giáo dục thực hiện việc ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi các em bước vào kỳ kiểm tra. Khối trung học cơ sở gồm lớp 6 đến lớp 9 và khối trung học phổ thông gồm lớp 10 đến lớp 12 được kiểm tra đánh giá học kỳ 1 tại trường. Những người không tham gia được, hiệu trưởng các trường quyết định và điều chỉnh để phù hợp hình thức kiểm tra cho từng em. Đối với nhóm học sinh chưa thể đến trường, việc kiểm tra được quy định thực hiện trực tiếp khi các em đi học trở lại. Trường hợp không thể đến trường vì lý do bất khả kháng thì có thể thực hiện bằng hình thức kiểm tra trực tuyến. Hai tuần từ ngày 13 đến ngày 25 tháng 12, tổ chức thí điểm dạy và học trực tiếp với học sinh khối 9 và khối 12. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đánh giá, xem xét và quyết định tiếp tục mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố từ ngày 3 tháng 1 năm 2022. Chấn ván, Hải Phòng vượt 7.000 ca mắc COVID-19, quản lý chặt người nhập cảnh. Thưa quý vị, để chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của biến chủng Omicron, ngày 28 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành văn bản hướng dẫn thủ tục nhập cảnh và cách ly tại nơi cư trú với người nhập cảnh trên địa bàn thành phố từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Cùng ngày, CDC Hải Phòng công bố, thành phố đã ghi nhận thêm 371 ca dương tính SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc lên 7.135 F0, 14 ca tử vong, hồi phục xuất viện 2.192 ca và số ca đang điều trị tại các cơ sở y tế là 4.935 ca.
Trong số 371 F0 ghi nhận hôm nay, huyện Thủy Nguyên vọt lên dẫn đầu với 158 ca, 35 trường hợp sàng lọc tại công ty Aurora, 3 trường hợp tự đi xét nghiệm, còn lại là trường hợp F1. Quận Lê Chân có 66 F0, quận Hồng Bàng 46 F0, quận Ngô Quyền 21 F0, huyện An Dương 20 F0, huyện Kiến Thụy 16 F0, quận Hải An 14 F0, huyện An Lão 9 F0, huyện Cát Hải 7 F0, quận Kiến An và huyện Tiền Lãng đều ghi nhận 6 F0, quận Dương Kinh 4 F0, quận Đồ Sơn 2 F0, huyện Vĩnh Bảo 1 F0 và một trường hợp là thuyền viên. Cũng theo CDC Hải Phòng, đến 18 giờ ngày 27 tháng 12, số cơ sở cách ly y tế trên toàn thành phố đang thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở 654 người, tại các khách sạn 157 người và tại nhà và nơi lưu trú 18.559 người. Về hướng dẫn thủ tục nhập cảnh và cách ly tại nơi cư trú, với người nhập cảnh trên địa bàn thành phố từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, thành phố yêu cầu các quận, huyện giám sát chặt chẽ người nhập cảnh tại nơi lưu trú và chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm cho người nhập cảnh tại nơi lưu trú theo quy định. Báo động Đà Nẵng phong tỏa cứng 435 điểm, ghi nhận 116 ca nhiễm COVID-19. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã có báo cáo về tình hình công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, tính từ 13 giờ ngày 25 tháng 12 đến 13 giờ ngày 26 tháng 12, thành phố Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận 116 ca COVID-19. Cụ thể hơn, trong 116 ca bệnh nêu trên, có 79 ca có khả năng lây lan trong cộng đồng, 37 ca khó có khả năng lây lan. 79 ca có khả năng lây lan ra cộng đồng này được ghi nhận ở 7 quận huyện là quận Sơn Trà 38 ca, quận Thanh Khê 15 ca, quận Liên Chiểu 14 ca, quận Hải Châu 6 ca, quận Cẩm Lệ 3 ca, huyện Hòa Vang 2 ca, quận Ngũ Hành Sơn 1 ca. Cũng theo báo cáo từ ngành y tế địa phương, phân theo tình trạng, trong 116 ca trên có 4 ca cách ly tập trung, 47 ca cách ly tại nhà, 22 ca khu phong tỏa và 43 ca chưa được cách ly, ca cộng đồng. Trong đó, 43 ca bệnh chưa cách ly, ca cộng đồng gồm các trường hợp cụ thể sau: 2 ca làm tại công ty V-Sky, được viện 199 xét nghiệm định kỳ, 10 ca có triệu chứng được các trạm y tế lấy mẫu, 5 ca tự đến viện 199 xét nghiệm, 3 ca tự đến bệnh viện tâm trí xét nghiệm, 2 ca được xét nghiệm khi đến khám tại bệnh viện C Đà Nẵng, 1 ca đến phòng khám Baxter xét nghiệm, 4 ca tự đến phòng khám Thiện Nhân xét nghiệm, 3 ca đến trung tâm y tế quận Liên Chiểu xét nghiệm, 1 ca làm công ty Việt Hòa tự đến cơ sở y tế xét nghiệm, 1 ca được phát hiện khi lấy mẫu tại công ty Miền Trung, 7 ca là tiểu thương chợ đầu mối được phát hiện khi lấy mẫu, 2 ca tự test nhanh dương tính khi được trạm y tế lấy mẫu, 2 ca đến trung tâm y tế quận Sơn Trà xét nghiệm. Như vậy, theo thống kê nhiều ngày qua, con số ca nhiễm COVID-19 ở thành phố Đà Nẵng đang có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, số lượng này vẫn ở mức 3 con số. Trước đó, ngày 25 tháng 12, số ca nhiễm là 211 ca. Cũng theo số liệu từ ngành y tế thành phố Đà Nẵng, trong ngày 26 tháng 12, địa phương có 5 điểm nóng về dịch bệnh, trong đó cao nhất là khu vực chợ đầu mối với 7 ca bệnh ghi nhận. Hiện tại, toàn thành phố đang có 435 điểm phong tỏa cứng, theo các quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp quận, cấp huyện và 15 cơ sở đang cách ly tập trung 322 người. Ngành y tế và các cơ quan chức năng khác ở Đà Nẵng đang triển khai nhiều biện pháp hiệu quả phòng chống dịch. Ở các điểm nóng luôn được đánh giá đúng mức độ để áp dụng các biện pháp mạnh, linh hoạt, phù hợp. Cơ quan chức năng xử lý triệt để, kịp thời để truy vết, bóc tách F0 để cách ly kịp thời ở các khu dân cư, phong tỏa, hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cũng đang khẩn trương triển khai kế hoạch tiêm vaccine mũi 3, trong đó ưu tiên trước hết cho lực lượng tham gia phòng chống dịch. Nguy to rồi, Cà Mau phát hiện người đàn ông chết bất thường có kết quả mắc COVID-19. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 12, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông 51 tuổi chết không rõ nguyên nhân và có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp tử vong nói trên là ông VVA, 51 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Ông A không nghề nghiệp, sống lang thang không cố định, nghiện rượu, thường xuyên đi trong địa bàn ấp Đường Cày, xã Phú Tân và một số khu vực khác trong xã. Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 24 tháng 12, người dân xung quanh khu vực miếu Bà Chúa Xứ thuộc ấp Đường Cày, xã Phú Tân phát hiện ông A nằm chết phía sau khu miếu nên báo với chính quyền địa phương. Khoảng 15 phút sau, Ủy ban Nhân dân xã Phú Tân đã chỉ đạo công an, quân sự, y tế và chính quyền địa phương đến hiện trường. Đồng thời cử cán bộ y tế lấy mẫu test nhanh kháng nguyên COVID-19 đối với thi thể ông A. Kết quả xác định ông A dương tính với SARS-CoV-2. Khai thác nhanh, ông A đã tiêm một mũi vaccine ngừa COVID-19 và chưa ghi nhận bệnh nền. Sau đó, thi hài ông A được chính quyền địa phương tổ chức khâm liệm theo quy định phòng chống dịch và chuyển linh cữu về lò hỏa táng của tỉnh, đồng thời tiến hành phun xịt khử khuẩn toàn bộ khu vực miếu và xung quanh trước sau khu vực ông A tử vong.
Qua điều tra dịch tễ, ngành chức năng tỉnh Cà Mau ghi nhận có 3 trường hợp F1 và 2 trường hợp F2. Ban chỉ đạo xã đã ra quyết định cách ly y tế các trường hợp F1 và thực hiện theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp F2.